Xin chào các bạn, mình tên là Vân Chương. Sau 3 ngày mình trở về từ thần chết coronavirus, sáng nay mình quyết định phải ghi lại những cái video hành trình mình cách ly điều trị coronavirus với các bạn. Nếu mình còn sống được ngày nào, mình sẽ làm những video nhỏ để các bạn hiểu cái bệnh này là gì và người Mỹ họ điều trị như thế nào. Xin lỗi các bạn, trong lúc quay mình có hơi mệt nên mình có thể nằm. Khi nào mình khỏe mình sẽ ngồi dậy. Hiện nay mình đang ở bệnh viện Baton Rouge General đây nè, ở Louisiana của Mỹ. Mình muốn làm những video này để cho các bạn ngành nail của mình hiểu rõ hơn và cũng để phòng tránh được cái bệnh coronavirus. Hy vọng là mình còn sống được mỗi ngày để làm video nói chuyện với các bạn. Không sao hết. Mình trước tiên mình sẽ nói cho các bạn nghe, chiều thứ năm tuần vừa rồi khi đang làm ở tiệm nail, mình sẽ nói cho các bạn nghe là mình có một cái tiệm nail ở Baton Rouge, Louisiana. Chiều thứ năm mình cảm thấy là con người mình bị sốt và mình cảm thấy là không có thở được. Thế là mình để tiệm đó cho các bạn thợ làm và mình đi thẳng đến bệnh viện. Khi đi thẳng đến bệnh viện Baton Rouge General thì mình xỉu một cái đùng trước cửa bệnh viện và họ đưa mình vào cấp cứu. Sau một đêm thứ năm cấp cứu vật vã, sáng thứ sáu thì bác sĩ nói là mình bị coronavirus và họ đưa mình xuống phòng cách ly trong bệnh viện. Thì từ hôm thứ sáu, thứ bảy và hôm nay sáng chủ nhật mình đã tỉnh lại. Hai ngày vừa rồi là hai ngày mình chiến đấu với thần chết. Chưa bao giờ cơ thể của mình hạ xuống dưới 100 độ. Sáng nay thì mình được 99.7, coi như cũng dưới 100 độ, cũng là tỉnh lại, cũng là mừng rồi các bạn. Và đây là những cái video đầu tiên để mình nói với các bạn. Cái triệu chứng đầu tiên của mình là sốt và khó thở. Đây. Đây nè, cái bát của mình đang đây. Mình chưa biết ghi video như thế nào, chỉ ghi lại thực tế những gì mà mình đang có để mình lưu lại thôi. Còn cái tai này thì là đang bị tùm lum như thế này. Mỗi video mình nghĩ mình chỉ có thể nói khoảng 5 phút thôi. Tại vì mình không có nói được giỏi và mình cũng không có nói được nhiều và mình cũng chưa có khỏe. Mình sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin tiếp theo nha.